học, mẹ dắt tay tới trường. Đấy, khi mà mình nghe rất là nhiều các cái nhóm trẻ hát ấy, thì là các bạn sẽ hát đúng như thế, gọi là hát theo kiểu EA. Bây giờ mình cần phải hát gọn chữ và có tình cảm. Khi mình hát cái bài này thì mình phải nghĩ đến cái việc là cái tình cảm giữa mẹ và con, giữa con và mẹ đó, và cái ngày đầu tiên đi học nó thiêng liêng như thế nào, thì khi đó mình sẽ sử dụng cái bài hát này. Ngày đầu tiên thì sẽ nhấn chữ tiên nhá. Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay tới trường. Luôn luôn trong mỗi cái câu hát sẽ có những cái chữ mình sẽ nhấn mạnh nó vào. Đó thì nó sẽ rõ và cái bài hát nó không có bị đều. Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương. Thương sẽ mở miệng này. Thương, mẹ dỗ dành yêu thương. Chứ mình hỏi thương sẽ bị nghiến nhé các bạn nhé. Mẹ dỗ dành yêu thương là nghiến chữ. Mẹ dỗ dành yêu thương. Ngày chữ tiên cũng vậy này, ngày đầu tiên này. Ngày đầu tiên đi học. Học này, chữ học được cấu thành bởi o cờ óc. Thì mình sẽ mở cái chữ o ra. Ngày đầu tiên đi học, em mắt ướt ướt. Há miệng. Em mắt ướt nhạt nhòa. Cô vỗ về an ủi. Ủi, chứ không phải ủi, không có nghiến răng như vậy. Cô vỗ về an ủi. Chào ôi sao thiết tha. Ngày đầu tiên đi học, đi học thì đấy là mình hát xuống dưới cổ họng, mình sẽ hát thành là đi học đấy, mình luyến nhiều quá. Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay tới trường. Các bạn miền Nam ấy thì lại hay bị nhầm cái vần ương, thì lại hay nhầm thành vần ươn. Các bạn sẽ hát là mẹ dắt tay tới trường. Trường, đấy là khi mà mình kết thúc ở răng cửa thì nó sẽ thành là ư ơ n ươn. Lưỡi này, lưỡi và răng cửa này là trường. Còn khi mà mình kết thúc và lưỡi ở răng hàm thì nó sẽ thành là trường. Trường, mẹ dắt tay tới trường, em vừa đi vừa khóc. Chữ khóc này giống như chữ học. Không cẩn thận thì sẽ là em vừa đi vừa khóc. Không có luyến như thế, luyến thế là thành khóng. Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương. Về răng hàm đúng không? Ngày đầu tiên đi học, em mắt ướt nhạt nhòa. Chữ ướt cũng vậy, nếu mà mình phát âm không chuẩn nó sẽ thành mắt ướn. Em mắn ươn, đấy là mắn ướn. A á n ăn và ư ơ n ươn. Em mắn ươn nhạt, có thậm chí có người hát chữ nhạt thì nhàn nhàn nhòa, là hát thì đấy là sẽ rất là gọi là ngọng hoặc là chưa chính xác. Em mắt ướt nhạt nhòa, cô vỗ về an ủi. Chữ ủi là có ba nốt này. Cô vỗ về an ủi, ủi. Thì nghe sẽ rõ được cái chữ ủi. Còn nếu không thì là nếu mà hát thiếu nốt đi thì nó rất dễ thành an ủi. Cô vỗ về an ủi, ủi là
là hai nốt ui đúng không? Bây giờ muốn hát thành chữ ủi này. Cô vỗ về an ủi, chào ôi sao thiết tha. Ở đây cái bài hát này có rất là nhiều chữ kết thúc bằng chữ tờ và bằng chữ cờ. Cho nên là các cô và các mẹ khi mà dạy con hát là phải lưu ý để làm sao mà đánh vần cho chuẩn. Nghĩa là chào ôi sao thiết, thiết là về răng cửa, thiết tha chứ không phải là thiết, hoặc là thiên tha. Chào ôi sao thiên tha là thành thiên tha. Đây là cái lỗi rất là nhiều người gặp. Chú mèo ú đang cười là vì, nhưng mà đúng đúng không, rất dễ hát như là bị ngọng như thế. Chào ôi sao thiên tha thành thành thiên tha chưa? Chào ôi sao thiết tha đó. Và có một cái mẹo là mình sẽ làm chậm lại, khi nào mình làm chuẩn rồi mình mới làm nhanh lên. Chẳng hạn như cái chữ ủi nhá, cái chữ ủi là nó có ba nốt khó nhất này. Cô vỗ về, nếu mà hát nhanh nhá, hát nhanh này. Cô vỗ về an ủi, đấy là hát đúng nhịp. Cô vỗ về à, cô vỗ về an ủi. Thì bây giờ mình sẽ làm chậm lại. Cô vỗ về an ủi, ui ui, sau đó làm nhanh lên. Ui ui ui, thì đến khi hát vào này. Cô vỗ về an ui, chào ôi sao thiết tha. Đó, đấy là dạy một đoạn của bài ngày đầu tiên đi học ha.